đến từ khoa nội hô hấp với tên tiết mục đó là Tết Đông Đầy. Xin mời mọi người cùng thưởng thức một tràng vỗ tay cho khoa nội tim mạch ạ. Đường nó đông vui. Bác Huy nhìn kìa. Áo xanh, áo đỏ, bông trắng, bông vàng. Vậy mà khoa mình á hả, vắng như cái chùa Bà Đanh vậy á. Ủa, em nói gì vậy Trang? Em muốn khoa nội hô hấp bình đông như cái chợ mới chịu hay gì? Ê, tại vì sáng nay á em đi qua cái chợ Tết á nó đông vui lắm, vô khoa mình hơi hụt hẫng. Hôm nay mà bệnh đông là em chết với tôi. Trời ơi, bác sĩ Quý. Sáng sớm có gì mà hai đứa nó ồn ào quá vậy? Bác sĩ Huy ăn hiếp em hả? Đúng rồi chị. Em nào dám ăn hiếp điều dưỡng Trang. Mà bác sĩ Quý, tháng cuối mang bầu rồi không chịu nghỉ đi, còn đi làm nữa. À, còn có mấy ngày Tết đâu, chị ráng chị làm cho xong để chị nghỉ được nhiều nhiều. Với lại bây giờ trong khoa cuối năm đông người, có bác sĩ Huy nè, bác sĩ Huy giúp chị quá trời, chị đâu có làm cái gì đâu. À, Trang nè, em làm hồ sơ xong chưa? Yes. Cho cấp cứu gửi bệnh đi. Vừa lòng hả dạ em rồi đó Trang. Cấp cứu gây bệnh kìa, lo ra nhận bệnh đi. Hơ, em không nói chuyện với bác nữa. Em đang gặp quá nhiều nhận bệnh đây. Vô này một sơ. Em cảm ơn anh quá. Không khó thở quá mẹ ơi. Ồ, đợi mẹ xíu nha, tục tưng của mẹ. Cho hỏi chị là gì của bệnh nhân? Tôi là má của bệnh nhân. À, chào chị, tôi là điều dưỡng Trang. À, xin chị vui lòng cung cấp một số thông tin để tôi làm thủ tục nhập viện cho con của chị nha. Họ và tên đầy đủ của bé là gì chị? Trần Đình Hậu. Tuổi là gì? 18 tuổi. Địa chỉ nhà mình ở đâu? Thôi thủ tục gì mà rườm rà quá à. Con có thấy con tôi nó thở mệt lắm không? Cho nó vào phòng lẹ đi. À mà khoan, con tôi phải là được bác sĩ giỏi nhất khám cho con tôi. Phòng dịch vụ phải tốt nhất cho con tôi. Rồi sẽ có bác sĩ đến khám cho em ngay. Bà mẹ gì mà trước mới giờ có bây con em có tiền ăn gì ấn gì không chị ha? Nó mệt. Không có tiền gì á, nhà tôi nhiều tiền lắm, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng lo được. Chị nói vậy nghĩa là chị em không có tiền căn dưỡng gì. Mời chị và bệnh nhân vào phòng 401, giường số 1 sẽ có bác sĩ Huy đến khám cho mình. Ừ, vậy đi. Từ đây hồ lý hết dài. Bệnh nhân Hậu, xong rồi em ấy lên cơn khó thở. Anh chị vô khám giùm em nha. Ừ, thôi được rồi, để tôi chị chờ xử lý nha. Dạ. Bác sĩ đâu, y tá đâu? Bác sĩ, y tá. Bác sĩ đâu, y tá đâu? Ra đây coi. Bác sĩ, y tá, ra đây coi. Bác sĩ, con tôi dưới phòng nó đang khó thở lắm kìa. Mấy người xuống coi cho nó đi. Rồi cô, tôi là bác sĩ Quý. Xuống coi cho nó đi, nó dưới phòng nó đang khó thở lắm. Cô là mẹ của bệnh nhân Hậu đúng không? Tôi vừa xuống coi cho bệnh nhân. Dạ tôi xuống coi rồi, hiện tại có bác sĩ Huy đang xử trí ở dưới. Bây giờ cô bình tĩnh lại nghe tôi nhắc nha. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Cô đừng có nói. Thử vào gia đình mấy người, con mấy người có bình tĩnh được hay không? Tình trạng bệnh nhân Hậu bây giờ đã ổn định. Bây giờ mẹ bệnh nhân về theo dõi sát bệnh nhân. Nếu có gì bất thường thì nên báo điều dưỡng và bác sĩ để xử trí. Vậy sao? Trời ơi, cái bà này công nhận nóng tính thiệt á. Bác sĩ Quý, chị có sao không? Thôi chị ngồi nghỉ xíu nha. Ờ, không sao đâu em. Nhưng mà thôi kệ đi, người nhà vô viện á, ai cũng nóng ruột hết. Với lại là con cô ta nữa mà. Thôi mình cứ thông cảm đi.
Chà chà, đúng là sắp lên chức mẹ có khác nha. Thôi em vô đi nhận bệnh kẻo không hiểu la nữa. À, Trang chị nói nè, lúc nãy nếu mà lúc em nhận bệnh, em thấy bệnh nhân có khó thở nhiều thì em nên nhanh chóng đưa vào phòng rồi gọi chị với anh Huy ra xử trí nha. Có thể lúc đầu nhận bệnh hơi lâu nên cô có sốt ruột đó. Đúng là sơ suất của em thiệt. Em cảm ơn chị đã lần sau em rút kinh nghiệm. Mẹ ngóng bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Không sao đâu con, còn mấy ngày nữa là mẹ được nghỉ rồi. Mẹ sẽ dành nhiều thời gian nhất cho con của nha. Nhi đang lớn dần, mẹ chợt tỉnh giấc. Nè má hậu, nãy giờ anh thấy cưng cư xử không có tốt với bác sĩ gì hết. Coi mày đi xin lỗi người ta đi nha. Dạ em biết rồi, để em xin lỗi bác sĩ. Mà hồi nãy em cũng hơi lo cho con em nên em mới cư xử vậy thôi mà. Ai lấp ló vậy? Chào cô. Dạ tôi chào bác sĩ. Tôi là người nhà của bệnh nhân Trần Đình Hậu. Tôi muốn gặp bác sĩ được không ạ? Thôi được rồi, tôi mời cô vào. Cô ngồi đi. Dạ bác sĩ ơi, hồi nãy tôi hơi lo cho con tôi á, nên tôi có những lời nói và hành động không đúng với bác sĩ. Mong bác sĩ bỏ qua cho tôi, bác sĩ đừng có giận tôi nha bác sĩ. Thôi được rồi, tôi cũng biết á, là cô rất là lo lắng cho con của cô. Nhưng mà hy vọng lần sau những tình huống như vậy thì cô nên bình tĩnh lại. Với lại ở đây tụi tôi luôn sẵn sàng cấp cứu cho bệnh nhân mà, nha cô. Dạ tôi cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ ơi, sao mình có bầu lớn vậy rồi mà còn mình còn đi làm nữa hả bác sĩ? À, tại vì nhân viên y tế tụi tôi chỉ được nghỉ hậu sản có 6 tháng thôi. Cho nên là tôi sẽ cố gắng đi làm nhiều nhất để mà tôi dành trọn vẹn thời gian cho con của tôi. Bác sĩ đang có bầu bé trai hay bé gái vậy? Con gái đầu lòng của tôi. Con gái gì thì tốt quá. Thôi sắp Tết rồi, tôi chúc bác sĩ mẹ tròn con vuông nha. Tết này đầm ấm, đông đầy yêu thương. Có câu kết học hoài, học không có thuộc. À.